Cách để lựa chọn một sản phẩm để làm affiliate đây là một trong yếu tố cực kỳ quan trọng, nó chiếm 70% sự thành công của anh em. Nên anh em phải hết sức tập trung vào phần này. Và mình có 6 tiêu chí để anh em lựa chọn sản phẩm làm affiliate. Và đây là 6 tiêu chí của mình, anh em có thể tham khảo. Một tiêu chí đầu tiên đó chính là anh em hãy lựa chọn sản phẩm trend ở trên tab thịnh hành tiếp xúc. Đây là tab thịnh hành, anh em phải biết là cách để làm sao để vào được tab thịnh hành này để tìm được sản phẩm trend. Nó sẽ có một danh sách những sản phẩm bán chạy, sản phẩm thịnh hành, sản phẩm yêu thích. Anh em có thể tham khảo ở đây và mình sẽ là tập trung vào từ 3 sản phẩm ở trên đầu. 3 sản phẩm trên đầu là sản phẩm mình sẽ tập trung. Và tiêu chí thứ hai đó chính là giá cả hợp lý. Theo quan điểm của mình thì những anh em mới lên chọn sản phẩm giá từ 200k đổ xuống và đặc biệt là từ 150k đổ xuống thì nó sẽ dễ bán cho anh em hơn. Vì giá rẻ không cần phải đắn đo khi quyết định mua hàng và tỷ lệ mà khách hàng mua hàng sẽ cao hơn. Tiêu chí thứ ba, mọi người hãy chọn sản phẩm có hai loại điểm như sau, đó chính là điểm cửa hàng và điểm sản phẩm. Điểm cửa hàng là trên 4.5 trở lên và điểm sản phẩm trên 4.5 trở lên. Đây là cái phần nó liên quan đến thuật toán của TikTok, tức là TikTok sẽ đẩy những video gắn link sản phẩm có điểm từ 4.0 hoặc 4.5 trở lên. Nên là anh em lưu ý. Tiêu chí tư đó chính là lựa chọn sản phẩm thương hiệu, sản phẩm đã có người nổi tiếng review rồi. Và thứ hai là anh em lựa chọn sản phẩm có lượt bán và lượt giá trên 1.000. Tiêu chí 5 là mình sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp với tệp kênh của mình, năng lực, kiến thức, trải nghiệm của mình. Tất nhiên rồi, mình sẽ lựa chọn sản phẩm mà cái tệp follow kênh của mình là cái tệp mà quan tâm đến sản phẩm thì cái tỷ lệ mình bán được hàng sẽ tốt hơn. Tiêu chí 6 là anh em phải bán sản phẩm khách hàng cần chứ không phải bán sản phẩm mình thích. Rất nhiều anh em đang gặp tình trạng là nhà anh em đang thiếu cái gì thì anh em mua cái đấy anh em review, hoặc là anh em thích cái gì anh em mua về review, thì khả năng anh em lựa chọn sản phẩm sai là rất cao, vì cái sản phẩm đấy là khách hàng không có nhu cầu hoặc sản phẩm đấy chưa phải là sản phẩm phù hợp với giai đoạn mà anh em đang làm review. Và đấy là 6 tiêu chí để mình lựa chọn một sản phẩm để mình làm affiliate. Anh em thấy video hữu ích hay cho mình xin một follow và thả tim. Cảm ơn anh em.